theo anh Nghĩa về dưới ở, dưới quê anh Nghĩa. Sau đó rồi hình như em nghe nói là chị Linh có bầu hay sao đó, rồi dì em mới đưa về làm đám cưới đàng hoàng. Có cưới hỏi đàng hoàng đó. Cái này là em có biết tới đó thôi, còn sau đó thì hai vợ chồng lấy nhau rồi đi làm ở quận khác sinh sống, là em không có thường xuyên gặp nữa. Nói chung cũng có trao đổi, em biết là anh này hiền. Có nói chung không có thấy quậy quạng nhậu nhẹt phá phát gì trơn á, mà tới ngày hôm nay xảy ra cái chuyện này thiệt sự là em cũng quá bất ngờ luôn. Không biết em còn nói tại sao mà anh này anh hiền lắm, sao mà tự nhiên giờ ra nông nổi mà tính nổi mà dằn xếp một cái chết của chị em quá nổi, không ai phát hiện ra được. Mà không ai tưởng tượng được nổi luôn, không ai tưởng tượng ra nổi. Đó, em nghĩ với lại lúc mà nghe nói báo mà ảnh không chịu báo công an hai ngày mà ảnh về đưa con về đây là em đã nghĩ là có vấn đề rồi. Em nói mấy chị ơi báo công an đi, bây giờ báo đi, ví dụ là mình không có biết chị mình ở đâu thì công an mời cái anh này tới hỏi điều tra coi là vợ chồng sao, sức khỏe sao, hay sau đó có chuyện gì. Mà cái mấy chị nói là để ảnh đi báo, kêu ảnh đi báo rồi kia nọ, sợ nói chị này theo cha này nọ kia rồi sợ làm lùm rùm ra rồi mắc cỡ. Đó em mới nói không, em thấy là có gì đó không bình thường, em nghĩ là vậy, em có linh cảm vậy. Em mới nói là báo đi, cứ báo công an đi, nếu ảnh không báo mình báo để kiếm ảnh ra hỏi. Rồi rốt cuộc là tới chừng mà 1-2-3 ngày nữa lại thấy không báo công an, là em cứ ở đây thì em giật em cứ kêu vậy. Xong rồi tới chừng ra đùng ra cái là nghe ảnh tự tử, là tự đâm vô người mình chết. Tự đó, đâm là đâm mà nghe nói là cái dao còn dính trên người luôn á. Là chết hay tim đúng không? Em không biết sao mà nói. Mà ở trong nhà trọ luôn hả? Ở trong nhà trọ luôn, chết tại nhà trọ luôn. Thì em mới kết luận là anh này rõ ràng có hành động gì đó với bà chị rồi, ảnh mới tự sát. Đó cho nên là em nói là em nghĩ là chị em là chết rồi, không còn sống nữa. Rồi sau đó em nghe ai đó nói ảnh chở chị bỏ giữa đường. Em khẳng định 100% là nếu có bỏ giữa đường chị em tự về được, không về nhà thì về nhà chị mình hay em mình, hay điện người nhà tới rước mình, hay đi xe ôm đi bộ về cũng được nữa. Nhưng mà đằng này là chị không về luôn. Em khẳng định là chị em có chuyện. Nhưng mà cái thông tin là ảnh chở chị bỏ giữa đường là ai tung ra? Em không biết ai tung ra. Em có nghe lại thôi. Có nghe thôi, không mang máng đâu đó không? Em khẳng định là không có. Em dám khẳng định là không có. Em biết chị em có chuyện rồi, em linh cảm là chị em có chuyện. Em nói tại sao ông này tự sát? Nếu như ổng không có làm gì hết thì ổng phải đi tìm vợ. Mà trong khi lúc vừa về nói hỏi có cãi nhau không, nói không. Em nói em cũng có gia đình, cũng có chồng, có con. Nếu hai chồng không cãi nhau đi nửa ngày thôi cũng đã kiếm nữa. Đúng rồi. Chứ làm gì mà có một ngày một đêm qua ngày khác lại không tìm. Mà hỏi thì nói không cãi nhau, sau đó thì nói con trai này nọ. Rồi còn nói đặt vấn đề là mua đồ trên mạng, rồi bị shipper lừa giao hàng lúc 5 giờ sáng. Em nói không có, không có shipper nào giao hàng lúc 5 giờ sáng hết. Nhưng mà ai nói là shipper lừa giao hàng 5 giờ sáng? Thì ảnh đó. Ảnh nói luôn hả? Tự vẽ ra. Tự anh nói. Tự anh vẽ ra. Em nói bây giờ nếu ai nói shipper giao hàng 5 giờ sáng cầm điện thoại chị Linh ra, tìm số điện thoại nào gọi lúc 5 giờ sáng. Đúng rồi. Ai đã gọi cho chị đó để chị đi thì khẳng định là có người dẫn chị đi. Còn nếu không có cuộc gọi nào hết thì tự vẽ chị. Đó thì em nói như vậy đó. Thì em thì không ở chung nhà nên em ở xa, em chỉ gọi điện em nói. Em nói người nhà em là kêu báo công an đi, kêu mấy chị báo công an. Ảnh không báo mình báo. Mình không phải mình nghi ngờ gì, nhưng mà rõ ràng là quá bất thường. Quá bất thường đúng không? Vợ chị, chồng không có thể nào để như vậy. Dường như là chị có một cái linh cảm gì đó trước khi mà em chị đã ấy không? Em có linh cảm từ mấy ngày trước rồi. Em nói là có chuyện rồi, không thể nào mà như vậy được hết. Vì em nghe nói tại sao kêu báo công an, ảnh cứ nói từ từ báo. Rồi còn kêu là người nhà đừng điện tùm lum, đừng nói cho người nào hay. Thậm chí em không biết gì hết về chuyện này luôn. Em thật ra là nói chung là nhiều vì em nhiều chuyện đó. Kể em nghe. Em nghe em mới tức, em mới nói tại sao mà vợ mình mất mà mình không đi tìm, mà mình không cho ai hay, mình sợ người ta biết là sao. Đó em mới nói là không được, phải có chuyện rồi, phải có chuyện gì đó bình thường. Em nói mình nói giữa trời sợ mang tội. Em nói là linh cảm trong em á, tại vì em cùng tuổi chị Linh, em có từng sống một thời gian gần chị Linh. Chị Linh rất là hiền, không có phải mà như người ta mà hay hỗn chửi bậy chửi bạ hay là đàn đúng này nọ ăn chơi, không có. Đó em mới nói á, chắc chắn có chuyện rồi. Em nói hằng ngày với dì em luôn là chắc chắn có chuyện. Em nói là phải báo công an đi. Em nói tới ngày chừng này 7 ngày trời, tới khi ảnh chết em mới nói rồi, biết đường đâu kiếm chuyện mình nữa. Giờ ví dụ có lỡ giết hay có lỡ chết
thì ảnh có khai ra đi thì mình cũng biết đường mình tìm, chỉ về sớm còn này ảnh chết, chết rồi cũng biết rồi, không biết ở đâu, mà còn gieo tiếng cho chị em là đi theo người khác đó. Thì em mới tức là em nói tại sao mà người nhà mình để tới nông nổi như ngày hôm nay để ảnh chết như vậy mà không tìm ra, không có nghĩ tới cái mức độ mà ảnh là người hành hung. Rồi em nói vậy nè, tại sao mà trong phòng trọ một mình ảnh mà có chị ở gần, có hai đứa con ở chung mà một mình ảnh làm cái chuyện đó không ai hay, không ai biết gì hết, tại sao làm cái chuyện đó được. Trừ khi mà giết người, ví dụ như giết cái gì đó mà không có tiếng động, như bóp cổ hay gì đó mà lỡ tay làm mạnh quá không ngạt thở, rồi sau đó đem đi giấu đó. Cái ngày mà nói là đem chở giữa đường là em nói luôn, em tự nói trong lòng em chắc quăng với xong rồi chứ không có bỏ giữa đường. Em đi ấm nói tự với nói vậy luôn. Thì em nghĩ á, em nói với mấy dì em nói là con có linh cảm chị Linh không có còn sống đâu. Nhưng em không có dám nói với gia đình vì hai em sợ nói bạn ta chửi em. Em có linh cảm rồi đó, em nói thôi. Thì bây giờ ngày mà bên gia đình chị Linh đi về đám tang anh Nghĩa, em mới nói nè, thôi thì người mất thì cũng mất rồi, chị thì kiếm chưa gặp, thôi mình lo mình kiếm chị mình trước, xong rồi mình về mình thắp nhang cho anh Nghĩa cũng được. Đó thì tại vì thấy mấy chị về dưới mà trong đi ổng có kèm ở đây, em bực mình em buồn dữ lắm. Em nói là tới ngày hôm qua nghe nói thấy xác chị Linh dưới sông em khóc, em nói tại sao mà mình có linh cảm mình biết cái chuyện đó luôn á mà em không thể nào em nói được với ai, em không kêu ai được hết trơn. Tại vì em ít có liên lạc ở bên nhà với ai lắm, em kêu gì em ngày nào em cũng thúc gì em báo công an đi mà em không có làm được gì hết á. Em nói rồi cũng không có ai gì, nói con ơi nói rồi mà không có được. Rồi hôm qua em nghe em thấy con nhà ai nè, cái chị Út á đăng nó hình đám tang anh Nghĩa, em bực lắm chung á. Em nói thiệt, ủa tại sao chị mình tìm dứa nghe mà mình đi xuống dưới mình đi đám tang, rồi chị mình giờ ở đâu, chết bờ chết bụi ở đâu rồi, sao không kiếm. Rồi em nói gì em sâu mà em tức quá đi, em nói em không biết nói sao á, nhưng tới chừng nói gì em nói thấy sáng rồi á, nhưng mà xong em không biết nói sao hết trơn. Trời ơi, một hồi em cũng sống chung với chị, em cũng biết chị cũng hèn ngộ đâu có gì đâu, mà giờ ra nông nổi vậy con bỏ hai đứa hơn vậy. Em nói chị ai đồn chị đi mỏi theo trai, em nói không bao giờ theo trai. Không có một người mẹ nào đẻ con ngâm mới mười mấy tháng trời mà bỏ theo trai mà bỏ con mình lại vậy hết. Ví dụ đi là tao ôm con tao đi luôn. Nếu giận đúng rồi, tức tao ôm con tao đi luôn. Còn nhỏ lớn nó tự chủ được thì nó ở với cha được, con mình nhỏ xíu vậy làm sao mà chồng được. Đau nhất là chị Linh mất là ở trạng thái mà chồng nói đi theo trai á. Chưa làm rõ cái vấn đề đó. Em nói rồi, không có theo trai mà cũng không có thằng shipper nào giao hàng hết. Em dám khẳng định luôn. Em nói mỗi hàng ngày nói shipper giao hàng, em cứ kêu đem điện thoại chị Linh ra tìm đây cái cuộc gọi nào lúc 5 giờ sáng. Nếu có chính xác 5 giờ sáng thì nói là chị Linh bị bỏ bùa hay là đi theo người nào đó. Còn nếu không có cuộc gọi nào thì tự đặt chị. Ai nói là cái vấn đề mà bỏ bùa chị? Chồng chị nói rất là nhiều cái câu mà mâu thuẫn khiến cho chị nghi ngờ đúng không? Rất nhiều cái chuyện mâu thuẫn. Em đã thấy có chuyện mà không bình thường rồi. Em kêu báo đi, có nghĩa là những lần mà cái chị Tám đó lại hỏi thì anh này cứ nói là vắng ở đâu, rồi mới đầu theo trai rồi vắng rồi hay là cái gì đó rồi bùa rồi đủ thứ, đến khi gia đình rồi tìm đến báo công an là mới lòi ra là cái sự việc dẫn anh lên mang luôn hả? Em không biết ai đưa ra cái thông tin là em có nghe nói ảnh lên báo công an, công an trên camera thấy chị này mặc bộ đồ màu đỏ, đi không ăn dép, rồi leo lên một chiếc xe che hết biển số xe, vác hai cái vỏ gà hai bên, rồi chị đó còn ôm cái vỏ đồ cho cái thằng đó chạy nữa. Ai mà ác độc mà em không biết ai là người nói cái vấn đề này để gieo cái tiếng ác cho chị em tới ngày hôm nay. Em nói là em nghe là em thấy phi lý dữ lắm. Em nói không thể nào hết á. Nếu mà tới chừng ngày mà nói ảnh chết, em nói là những cái chuyện này á là tự ổng bị hết. Ổng bị ra hết luôn. Chứ đâu có lý do gì mà anh này phải làm cái đúng rồi. Nói dối nhiều như vậy. Rồi á em nghe nói bị shipper bắt ngóc lừa đi này kia đó. Em mới nói không có đâu. Đừng có tin. Cái câu chuyện mà thiêu dạch như là bùa hay là shipper là trước đó là khi trước khi mà chưa nói về báo công an là ảnh nói thôi. Chị mất tích rồi, gia đình hỏi chẳng ai biết chuyện gì xảy ra hết
đó là những điều mà anh đặt ra để mà trước khi mà chưa nói là báo công an. Anh sợ là báo công an thì sẽ lòi ra, cho nên là anh mới bịa chuyện này kia nọ để cho gia đình không có nghi ngờ. Ngày hôm nay em không có muốn lên tiếng mà em tức. Tức tại sao mà chị em chết mà còn bị gieo tiếng ác như vậy nữa. Em mới đứng lên đây em nói chứ thật sự chị em mất rồi. Em cũng không muốn nói tới nói lui làm gì đau lòng lắm. Nhưng mà đem ảnh về trước là bên đây có mấy chị qua bển dự đám nè, là lúc là chưa có tìm được chị Linh đúng không? Lúc chưa tìm được chị Linh. Chưa tìm được chị Linh luôn. Em tức dữ lắm, em nói tại sao không đi tìm chị mà lúc đó mà gia đình mình có suy nghĩ là anh mất rồi thì có liên quan tới chị không? Là mình có suy nghĩ chưa mình đi qua bển? Thì lúc đó chưa tìm được chị Linh. Chả nói chung gia đình chị hai á là ai cũng nghĩ chắc chị Linh đâu đó rồi. Như những lời anh nói vậy ha. Còn chỉ có bản thân em là em thấy nghi ngờ thôi. Em có linh cảm, em nói rất là nhiều luôn mà em không có dám nói với gia đình nha, em sợ nói bạn bà rồi nó giỡn em. Tức nói không được. Em không dám nói. Chị có thấy được chị Linh lần cuối không? Em không có thấy, nhưng mà mấy ngày trước khi mà em nghe chị Linh mất tính á, em có lội vô Zalo chị Linh em gọi, em tưởng bà đi là bà cắt qua điện thoại. Em gọi thì không có bắt máy. Sau đó em có lội vô cái trang cá nhân Zalo chỉ em có lướt mấy lần. Em thấy mặt chỉ. Rồi từ cái ngày em thấy cái hình đó là em luôn trong đầu luôn cái hình chỉ luôn á. Là tới khi mà em có linh cảm á, em thấy linh cảm không bình thường. Em nói 3 ngày 4 ngày là em đã khẳng định là chị này có chuyện rồi. Mà em không có dám nói, em sợ nói bậy bạ, người ta nói mình nói bậy bạ con người ta này kia, em không có dám. Chứ em có linh cảm rồi. Lúc như là anh chồng chị Linh chết rồi thì chưa có tìm được chị Linh thì tưởng chị Linh mất tích không, nhưng mà khi mà tìm được xác chị Linh rồi thì ở đây là mình cũng đặt cái nghi vấn rồi, anh này có dấu hiệu gì rồi cho nên anh mới tự xác là chị Linh chết. Thì chị Hằng là chị kế bên đó, chị nói có một ngày đó thấy ảnh bận đồ út nha em sình bùng đi về thôi một cọc hỏi ảnh đi đâu thì ảnh nói đi móc cống về ảnh đi làm hồ đi phụ hồ. Cái ngày mà ảnh đưa con ảnh về đây á gửi á xong ảnh còn quay lên ảnh đi làm rồi. Anh đưa hai đứa nhỏ về đây gửi hết. Một đứa thôi. Còn một đứa lớn đi học. Đứa lớn thì tự chủ được. Nhưng mà cho anh hỏi nè, em có nhiều lần tiếp xúc với anh Nghĩa đó chưa? Em không có tiếp xúc nhiều lần mà em có nói chuyện điện thoại. Chuyện điện thoại rồi. Hồi khoảng 2018 á là chị Linh có mua hàng online của em nhiều lần lắm. Mà là anh Nghĩa đặt hàng dùm, anh Nghĩa trả tiền dùm, anh Nghĩa đi lấy dùm không à. Mà hầu như là các cuộc điện thoại gọi á, anh Nghĩa đứng ra anh Nghĩa đi nhận hàng dùm cho chị Linh hết á. Là ảnh ví dụ như chị có xài không được hay không được ảnh cũng đi gửi lại cho em. Mà ảnh thời gian lâu rồi em không có biết mặt, kiểu như ít có thường xuyên gặp á, thì em nói ảnh sau này anh về đây nè anh gặp em, anh mới nói trời vô mà anh với em nói chuyện điện thoại quá trời luôn. Mà em nhìn anh nói ra thiệt tình là ít có thường xuyên tiếp xúc, nhưng mà em thấy thời gian đó anh hiền hậu không có gì hết trơn á. Rồi bao nhiêu lần anh về quê đây chơi anh gặp em anh cũng chào hỏi bình thường, anh cũng vui vẻ vậy á, không có gì hết trơn á. Mà em không biết là có gút mắm gì không, hay là ấm ức chuyện gì không, hay là sau đó hay lỡ tay lỡ chân gì em không biết. Chứ nói ra khẳng định ra ảnh không có phải là người bậy bạ hay là nhậu nhẹt về quánh đập vợ con gì hết trơn á. Bởi vì cái lý do là ảnh là người hay nhận hàng, cho nên là em mới đặt ra vấn đề, mà cái vấn đề mà nói rằng là shipper giao hàng 5 giờ sáng gì đúng không? Mà nếu mà có shipper 5 giờ sáng thì cũng ảnh là đi nhận chứ đâu có phải chị đâu đúng không? Lúc đầu á em không có biết vụ shipper gì đâu. Em nghe nói lại thôi, tại em không có chứng kiến. Ảnh nghe nói lại ảnh đi mua đồ ăn, thường là sáng là ảnh đi mua đồ ăn về nấu ăn cho con, rồi ảnh đi làm chị Linh thì giữ con. Nói một người thì nói là lúc ảnh đi mua đồ ăn không có nhà thì chị này đi ra shipper lấy hàng rồi bị bỏ bồ đi luôn. Một lúc thì lại nghe người khác nói là đi chợ về rồi ở nhà đang cho con ăn, thì chị này đi ra đi vô rồi đi đâu mất tiêu luôn không thấy về đó. Rồi cái một lúc nữa hai ba bữa lại nghe nói chết camera thấy chị này đi mặc bộ đồ ngủ màu đỏ rồi đi chân không rồi. Mà đúng thiệt là chị đi không có mang theo đôi dép. Con dép ở nhà là rất là kỳ lạ rồi. Rồi nói là đi lấy hàng mà 5 giờ sáng. Em nói là cái gì nói thì con tin, chứ lấy hàng 5 giờ sáng shipper giao hàng là không có. Nếu thật sự là chị có cái ý định là muốn bỏ đi là phải mang đồ, mang đạt rồi dép, dép bình thường. Đúng rồi. Em nói nè,
chị nói nhiều khi đặt vấn đề hỏi có cãi lộn không, nói không cãi lộn, em mới nói gì nè, nếu không cãi lộn không bao giờ vợ chồng mà đi đâu mà không kiếm. Thì em nói bất quá, ừ, chỉ với anh cãi lộn, chỉ giận chỉ đi anh không kiếm, nhưng mà quá một ngày phải kiếm. À, thì nói là đi đâu rồi kể nó đi lát nó về, thì cái đó là chuyện bình thường, không nói chuyện. Ừ, em nói trong bụng em, nếu đặt giả dụ chị này giận ảnh bỏ đi mà không ôm con theo thì một ngày cũng phải về, tại vì không thương chồng thì cũng thương con. Bất quá về không nói chuyện với chồng thôi, hay ôm qua nhà chị Hằng ở mấy bữa, hay về quê chơi cũng được, chứ đâu có nói cái mà bỏ con mà đi ngày này qua ngày kia không liên lạc. Đó, em nói chị không bỏ đi mà chị cũng không có nhận hàng đâu. Em nói luôn, tại vì em bán hàng online, em biết đâu có thằng shipper nào mà giao hàng lúc 5 giờ sáng mà bán hàng trên mạng. Chính xác. Trừ khi là mua ba cái đồ ăn này kia hay mấy cái quán này nọ người ta giao đi thôi. Chứ shipper nói là chỉ xin 3 triệu á, tiền mua nịch bụng gì đó mà đâu có ai giao hàng lúc 5 giờ sáng. Em shipper, nói giờ shipper nó làm việc nó cũng có giờ giấc đàng hoàng. Nó phải lên trên chỗ chạm, nó kiểm hàng này nọ để trình báo nó có mặt rồi này kia, rồi 7 giờ bắt đầu người ta mới đi giao hàng, 8 giờ người ta mới tới khách. Đâu có ai mà 5 giờ sáng mà điện mà nói, bà cũng đâu có điên mà 5 giờ sáng mà chạy ra đó để lấy hàng. Thật sự nói chung bà mấy ba mấy tuổi rồi, đâu phải con nít đâu mà nói cái chuyện. Khi mà nghe những cái câu chuyện đó là em là càng lúc là càng tin là chị có vấn đề, chị mình gặp nguy hiểm rồi đúng không? Em nghe là quá vô lý. Có cái gì đó không bình thường. Nhưng mà không tức không nói được. Ai cũng nói thôi chắc nói mua hàng shipper này kia nọ hay hay đó nên bỏ bùa. Em nói thì cũng có người, nhiều người mua hàng bị bùa này kia nọ cũng nghe thôi không thấy. Nhưng mà em nói là 5 giờ sáng mà tuyệt đối không có. Rồi cái gì em mới nói có khi nào nó hẹn sẵn giờ đó lấy không? Con mới nói, em mới nói nè bảy ơi, bây giờ có hẹn thì nó cũng phải điện. Chị ơi chị có nhà không, em lại em giao chứ để hẹn tới đó chị không lại em đứng chờ sao? Đó em nói rồi, không có giao hàng, không có gì trơn á, không có bị bỏ bùa đâu, chị có chuyện gì rồi đó. Em nói tới nói lui, em nói quá trời hết, gì bảy tới gì út, em nói hết người này tới người kia, em nói nhiều lần lắm, em nói có chuyện rồi, không có chuyện gì mà tự nhiên không vậy hết trơn á. Rồi tới lúc nói ra anh này không chịu báo công an là em khẳng định luôn. Em khẳng định có chuyện, là trong đầu em nói rồi, em nói có chuyện rồi. Rồi xong rồi cứ lướt Zalo lên thấy hình chỉ cứ in vô trong đầu em, mà cứ ngày nào nó cũng có linh cảm em là có chuyện rồi. Nó mà dám nói ra đâu, sợ nhìn ta ừ, con người ta gì nói con người ta chết này nọ đâu có được. Đâu có tự ý nói bậy bạ gì được. Vậy là cô giờ cuối cùng là em giờ là chỉ nhìn được thấy chị lần cuối trên Zalo thôi. Đúng rồi, em thấy cái hình trên Zalo thôi. Hồi lúc nãy á, em đi đám bên cái nhà xong em nghe nói chị đưa về. Em vừa về tới nay em đón nước mắt em khóc. Em nói á, em có linh cảm, em biết có chuyện rồi mà em không nói được với ai hết trơn. Em kêu người ta không được. Em xúi người này xúi người kia kêu báo công an mà rút cuộc không có được. Rồi bây giờ tự nhiên nhìn thấy cái hồn của chị vậy. Em không biết nói sao nha. Em là nhưng khi mình biết trước mà mình không nói được á. Khi nghe mà trở về đây em mới biết thôi chứ em chưa hay đúng không? Em hay rồi, lúc chiều hôm qua là tìm được á. Rồi xong rồi em mới hỏi là trở về chưa, dì mới nói là 3 giờ sáng rồi mổ thám hiểm tử thi rồi mới được về. Lúc nào em cũng điện em hỏi thăm hết. Em không phải nói chung á, người thân trong gia đình chị hai á em cũng ít có nói chuyện nhiều lắm, nhưng mà tại vì Linh với Hằng hồi xưa có nói chung với em thời gian cũng vậy, em cũng làm chơi chung với nhau vậy á, cũng tuổi với em mà. Rồi tự nhiên rồi cái mình thấy lúc thấy cái hình bả trên Zalo thấy có cái gì đó nó sao thao, nó cứ làm cho em thúng cho em phải kêu người ta báo công an đi, thúng em hoài luôn mà em nói không có được. Em kêu ông ơi kêu báo công an, bảy ơi kêu báo công an đi, ngồi mấy gì nó kêu không có được. Kêu không có đủ. Rồi rốt cuộc tới ngày ông anh ông chết là em nói em khẳng định luôn. Em gặp ai em cũng nói chị em chết mà chứ không còn được sống đâu. Nếu mà sống mới về rồi. Cảm ơn em với những cái lời chia sẻ rất là thật tình nha. Dạ. Biết cảm giác của em. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Cũng em cũng bớt đau buồn nha. Bớt đau buồn nha em. Dạ. Chị đốt cho chị cây nhang đi chị.